Vui 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 mọi người ơi, tinh khẩn tinh khẩn. Ôi trời ơi, bây giờ đó là nồi da sáo thịt tan đàn ghẻ ngé, mà cái chuyện tan đàn ghẻ ngé là chuyện bình thường đúng không? Bây giờ đó là trai đồng bằng đã chính thức đưa những cái bằng chứng để tố Điền Võ là người cố tình hãm hại bà Nguyễn Phương Hằng. Ôi trời ơi, công an vào cuộc ngay lập tức bắt Điền Võ. Mọi người ơi, hãy nghe cái đoạn clip này để xem đó là cái thông tin này thú vị và hấp dẫn như thế nào nha. Thật sự đó là họ tự động giết nhau, không cần ai giết hết. Vui vui phải không các anh chị? Nếu anh chị nào tới kênh của Angie mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để được nghe những clip mới nhất nha. Anh chị ơi, ngân hàng của Angie hiện tại đang có chương trình cho vay tiền mua nhà không cần chứng minh thu nhập. Nếu anh chị nào muốn có căn nhà mơ ước của mình trong năm nay, xin đừng ngần ngại, hãy gọi cho Angie nhé. Cái vấn đề mà ngày hôm qua đó đại đồng bằng cũng đã chia sẻ với quý vị liên quan đến cái đơn cứu xét của con trai Sô Phương Hằng, thì em nói cái vấn đề này nó cũng chả có cái gì gọi là tin vui ha, không có gì gọi là tin vui. Như cái tụi Lạc Phong hay là Điền Võ nó lên nó nói, nó là ô cái này là không không có đâu, tôi chưa thấy, tôi chưa có thấy con trai của cô Hằng viết cái nọ. Tụi bay là cái gì, tụi bay là cái gì của xã hội, tụi bay là cái thứ gì mà người ta phải cho tụi bay thấy hả? Hai cái thằng bá dơ. Vui không các anh chị? Trời ơi, họ chửi dữ lắm, chửi là cái thằng bá dơ, cái thằng mất dừa, cái thằng khốn nượng, cái thằng là trời ơi, coi như là chưa là từ nào mà chửi được, chửi hết khoái chí hơn quý vị. Trời ơi, phải vậy mới được chứ, nó đó là nó hỗn hào, nó dơ giấy, nó bẩn thỉu mà nó vào cái đội đó đó, thì lúc đầu nó thấy cái mỏm nó chửi giỏi quá cho nên là cả đội ôm nó vào lòng, để rồi bây giờ đó hả mới phát hiện ra là ôi trời ơi, cái thằng Lạc Phong với cái thằng Điền Võ này, hai cái thằng này nó khủng khiếp. Mà trai đồng bằng nói đúng thiệt, trời ơi, con của bà Nguyễn Phương Hằng có viết đơn để mà xin giảm tội cho mẹ của em ấy hay không đó là chỉ có em ấy biết, và nếu như mà không có thì báo chí đã không nói đúng không? Thì Điền Võ nó là cái đinh gì mà con của bà Hằng phải cho nó thấy được là cái đơn của con của bà Hằng viết đúng không? Nếu không có thì là cơ quan chức năng người ta đã không có đưa tin rồi. Cho nên bây giờ trai đồng bằng chửi cái thằng Điền Võ là đúng. Tào lao à, tự nhiên cái mà con của bà Hằng viết đơn rồi mà phải khoe cho nó mới mới được à? Phải trình cho nó mới được à? Đồ khùng. À, tụi bay không tin thì kệ tụi bay, nhưng mà bây giờ á tụi bay có thấy rõ ràng là tụi bay đang làm xấu đi cái hình ảnh của CEO Phương Hằng không? Mắc chứng ôn gì tụi bay đi kêu gọi, tụi bay đi kêu gọi là một cái chuyện tốt ta không nói, tụi bay đi kêu gọi, tụi bay lấy hình ảnh, lấy tên tuổi của cô Hằng ra. Tôi cười thêm lần nữa nha mọi người. Bữa nay nghe trai đập bàn chửi cái thằng Điền Võ với thằng Lạc Phong mà tôi khoái chí dễ sợ luôn á trời. Trai đồng bạn nói mắc chứng ôn gì á mà mày đi kêu gọi từ thiện mà mày đem cái tên của Nguyễn Phương Hằng ra, trời ơi trời, thật sự luôn đó mọi người. Cái thằng Điền Võ, thằng Lạc Phong á, nó kêu gọi từ thiện mà mọi người biết làm sao không? Nó bắt những cái người mà góp tiền vô trong mặt trận Tổ quốc vậy đó, và là trên cái phần ghi chú đó là phải ghi là những người đó là fan hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng. Ôi là trời, thiệt chứ đó, phải ghi như vậy nó mới chịu. Rồi hả trời ơi, cộng đồng người ta chửi quá trời chửi luôn,
đâu có cần phải mà đưa bà Nguyễn Phương Hằng lên để khè thiên hạ, để làm cái gì rồi bây giờ chia phe. Nếu như vậy thì ai bên phe của bà Nguyễn Phương Hằng thì góp tiền, còn khoe mà không có phe của bà Nguyễn Phương Hằng khỏi góp luôn. Vậy được chưa? Trời ơi, hai thằng này, hai thằng khùng thiệt mà. Nó làm nó hả, chuyện gùi bu không à. Giờ trai đồng bằng chửi nó là đúng rồi. Chửi nữa đi trai đồng bằng, chửi cho nó chết bà nó luôn đi. Thiệt chứ, cười bể bụng chịu không nổi thiệt chứ. Để bây giờ á, cho thằng Thám Tử Cao nó lên nó sôi. Sôi gì nữa rồi? Nó lên nó sôi, nó kêu là bây giờ là gửi vô là mặt trận ủng hộ cho Nghệ An á, là ghi là hận con tiền nổ. Đó, mọi người thấy là tụi này á, nó muốn là cho nhiều người chửi cô Hằng à, cho cái câu chuyện của cô Hằng nó nóng lên à, dư luận nó nóng lên. Trai đồng bằng bữa nay được cái là nói đúng à, chính xác luôn. Tự dưng hả, đem bà Nguyễn Phương Hằng ra để mà kêu gọi từ thiện, rồi nói là người nào mà góp tiền vô mặt trận tổ quốc là phải để là fan hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng. Để làm chi? Để cho người ta chửi bà Nguyễn Phương Hằng, đúng chưa? Thì chứng tỏ một điều là mấy cái thằng này là mấy cái thằng phá đám, nó không có làm được việc gì mà nó còn chọc cho đó là thiên hạ là thù ghét bà Nguyễn Phương Hằng nhiều hơn và chửi bà Nguyễn Phương Hằng nhiều hơn. Chính xác luôn. Trai đồng bằng nhận định cái này là chính xác 100%. Mấy ngày hôm nay tôi thấy mấy người YouTuber lên chửi Lạc Phong với Điền Võ quá chừng luôn, là đã đưa cái thông tin kêu gọi mà lại đưa cái tên bà Nguyễn Phương Hằng vô đó. Làm vậy là sai rồi. Bà Nguyễn Phương Hằng bắt đâu có kêu ai làm như vậy, bắt đâu có biểu làm như vậy đâu. Đúng không nè? Cái gì đúng thì mình nói đúng, mà cái gì sai thì mình nói sai. Bà Nguyễn Phương Hằng bà có làm sai thì mình nói bà làm sai. Còn những cái này bà đang ở trong T30 rồi, bà không có nói chuyện được ra bên ngoài, cho nên bà không chẳng có kêu hay là chẳng có xúi dục người nào để lên kêu gọi từ thiện mà xưng danh của bà hết trơn á. Cho nên bây giờ xưng danh của bà như vậy là không đúng nha. Thì thằng Điền Võ với lại Điệp Lạc Phong làm như vậy là chứng tỏ là nó đang hại bà Nguyễn Phương Hằng, đúng chưa? Nó làm cho người ta ghét bà Nguyễn Phương Hằng nhiều hơn. Ôi giời ơi, vậy hai thằng này nó nói nó thương bà Nguyễn Phương Hằng mà nó làm cái gì đâu không à. Bữa nay trai đồng bằng chửi quá trời luôn, nghe vui vui tai dễ sợ. Cái tụi Điền Võ này nó quá mất dạy rồi. Nó nói là nó thương yêu cô Hằng nhưng mà chắc là nó đang lợi dụng cô Hằng để nó kiếm tiền. Thấy chưa? Nó nói là nó thương yêu cô Hằng, nhưng mà thực tế là nó chỉ lợi dụng thôi à, cô Hằng, tên tuổi cô Hằng. Thứ nhất là lợi dụng để kiếm tiền YouTube, thứ hai là lợi dụng để bán mấy cái đồ cổ giả của nó đó. Cho nên nó là nó giật tích câu like, câu view để nó làm mấy cái chuyện đó thôi. Bây giờ bị đồng đội của nó vạch mặt và chửi, ôi giời ơi, nghe vui tai dễ sợ, cho chừa. Kiếm tiền để nó bán đồ cổ giả, nó bán ba cái đồ giả của nó chứ nó yêu thương gì. Tại sao mà tụi bay đi kêu gọi mà tụi bay không lấy hình ảnh lấy tên tuổi của tụi bay, mà tụi bay phải bắt thì kêu gọi người ta là lấy tên là fan của cô Hằng? Bị chửi là đáng rồi Điền Võ ơi. Mấy cái thằng như tụi bay với là thằng Bá Chưa, là thằng Lạc Phong nè, Lạc Phong với thằng Điền Võ bây giờ là tới cái mức độ mà nó nói là bây giờ kể cả chú Dũng hay là con cái của cô Hằng, những người nhà đại nam mà bây giờ có kêu nó dừng nó cũng sẽ không dừng, nó vẫn sẽ làm, nó vẫn sẽ làm để nó bán cho hết cái lô đồ cổ giả nhập từ cái đường gì ở trên xe thành phố em quên mất tiêu rồi. Cười banh xác luôn thiệt chứ, trời ơi là trời. Bây giờ đó hả, là bên nhóm của bà Nguyễn Phương Hằng đó góp nhau mà chửi Lạc Phong với Điền Võ là dòng cái thứ bá dơ, là cái này cái kia cái nọ, chửi quá trời chửi luôn. Mà Điền Võ nó cũng bá đạo thiệt chứ, giờ nó lên đó, nó mở miệng nó nói sao mọi người biết không? Đó, trai đồng bằng vừa mới nói đó, nó nói bây giờ đó là kể cả ông Dũng và bà Hằng hay là con cháu của bà Hằng vậy đó, kêu mà nó dừng lại nó cũng không dừng lại nữa. Muốn dừng lại là phải trả nó một mớ tiền, phải cho nó một cái số tiền xứng đáng thì nó mới dừng lại.
Là trời, mọi người thấy không? Bởi vậy bà Nguyễn Phương Hằng và bà có những cái đệ tử toàn là bá đạo dữ thiệt chứ. Bởi vậy người ta nói làm sao biết không? Chơi dao có ngày đứt tay, chơi với giang hồ đó là có ngày nó quật ngược lại mình đó. Cho nên nó là nguy hiểm lắm. Mọi người thấy không? Cái cách của ông Điền Võ trong những ngày đầu tiên là mình đã thấy nó là du côn rồi, chứ nó đâu phải là một thằng bình thường. Nếu như nó là cái thằng bình thường đó thì nó không có đó là đi cổ xí đi kiếm người này người kia, tới nhà người này đánh người kia đánh, đúng không? Không có đâu. Cho nên đó là Điền Võ nó là cái thằng du côn mà nó nhập vô cái đội của bà Nguyễn Phương Hằng. Cái đội đó thấy nó chửi quá hay quá, chửi giỏi quá nên mới ôm nó vào lòng. Càng ôm nó vào lòng á thì khán giả càng khoái chí, tại vì khán giả người ta chỉ khoái chửi đã tai người ta nghe thôi. Đó là lý do tại sao mà người ta mới mà theo đu theo nó, rồi cuối cùng đó là nó lợi dụng những người đó đó, nó moi tiền người ta quá trời luôn, là như vậy đó. Bây giờ bị khui ra hết trơn rồi đó. Điền Võ nè, bên bên đội của nó khui nha, chứ không phải bên mình đâu nghe, bên nhóm của mình là không ai biết trơn á. Bên cái nhóm của nó tự biết và tự khui nhau luôn, đi bị ôm nè, rồi nó đi lái máy bay bà già nè, rồi nó chat ra chữ 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 S hình Việt Nam nè, rồi nó làm rất rất là nhiều chuyện để mà nó dụ dỗ những người đàn bà giá chồng hoặc là có chồng mà không có đủ đô đó, thì đó là nhìn cái trái chuối mà không phải là trái chuối được 183 tỷ, nó giống như của ông Võ Hoàng Yên đâu mà nghe, cái trái chuối giống như là cỡ chừng là phân nửa vậy thôi đó, mà đó là cho coi những cái trái chuối đó để nó lấy tiền nè. Trời ơi, nó làm bá đạo dữ trời lắm. Rồi nó mướn người này người kia đi đánh duyên mai, rồi đi làm này kia đủ thứ hết trơn á. Cho nên nó là bây giờ cái đội của nó nha, cái đội của nó đã đánh nó, và bắt đầu là tất cả những người bên phe của bà Nguyễn Phương Hằng bây giờ là đang chống chọi lại với lại Lạc Phong và Điền Võ. Ê, mệt quá mọi người ơi. Đi trên xe nay mấy ngày là ngồi trên xe không à, ho bệnh là mặt mày bơ phờ hốc hác hết trơn hết trọi rồi. Anh em ở đây là bây giờ y như là cọng bún tiêu hết trơn. Sẵn đây rồi, mình cũng muốn gửi vài lời tới trai đồng bằng và tất cả những người YouTuber bên phe của bà Nguyễn Phương Hằng đó. Các bạn có thấy đó là các bạn đi làm từ thiện gì đó, các bạn có sung sướng không? Hay là các bạn đang rất là cực khổ? Các bạn nói là các bạn ngồi 5.000 cây số, 50.000 cây số gì đó, ngồi ở trên xe đó vất vả đúng không? Rồi đi ăn uống thiếu thốn đúng không? Mưa nắng giải dầu, còn phải đi xếp hàng, rồi sắp hàng, rồi vô hàng, rồi đi gửi cho tất cả mọi người. Cực khổ không? Làm từ thiện cực khổ muốn chết luôn. Các bạn là nam nhi mà các bạn còn cực khổ như vậy, còn mệt mỏi như vậy, huống hồ chi Thủy Tiên. Thủy Tiên đi làm từ thiện trong suốt cái mùa, thứ nhất là mùa lũ, thứ hai là mùa dịch. Hai cái mùa đó rất là khổ ải, nhập chung lại với nhau. Vậy đó mà Thủy Tiên đã đội mưa, đội nắng, không ngại thời gian, sức khỏe để đi làm từ thiện, để cứu trợ và kêu gọi mấy trăm tỷ đồng. Để làm chi? Để rồi chính cái miệng của các bạn đó là chửi rủa người ta, vùi dập của người ta. Hồi năm trước thì các bạn lại binh vực Thủy Tiên, quá trời binh luôn, chửi bẫy gà. Rồi cái năm sau các bạn nghe lời bà Nguyễn Phương Hằng, rồi các bạn vô các bạn chửi Thủy Tiên quá trời chửi luôn. Các bạn thấy là đi làm từ thiện có cực khổ không? Ăn được mấy đồng mấy cọc, các bạn có ăn hay không?
Nếu như các bạn có ăn đó thì các bạn biết là Thủy Tiên có ăn nha. Còn nếu như mà các bạn không có ăn đó thì các bạn cũng biết là Thủy Tiên cũng không có ăn như vậy đó. Làm cực khổ cũng chết luôn à. Vậy đó mà năm trước thì các bạn lên các bạn tung hô, các bạn ủng hộ Thủy Tiên quá chừng. Năm sau cái các bạn trở mặt nha, các bạn trở mặt, các bạn nghe lời bà Nguyễn Phương Hằng, các bạn chửi nghệ sĩ quá trời luôn. Kể cả người ta đã được sao kê minh bạch rồi, các bạn cũng không hài lòng, các bạn cũng chưa có vừa ý, các bạn chửi tiếp, chửi tiếp, chửi tiếp. Các bạn chửi như vậy thì chứng tỏ là các bạn đã không có tôn trọng cơ quan chức năng rồi, đúng chưa? Các bạn không tôn trọng cơ quan chức năng rồi, người ta đã đưa ra kết quả rồi mà các bạn vẫn không đồng ý. Bạn thấy thế nào? Rồi ngày hôm nay các bạn đi làm từ thiện như vậy, các bạn thấy các bạn có khổ không, có cực không? Cảm thấy thương cho những người người ta đi làm từ thiện hay không? Rồi năm nay mưa bão như vậy mà bây giờ mới có khởi điểm thôi, sẽ còn nhiều 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 cơn bão xuất hiện nữa. Mấy người nghệ sĩ đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ người ta đéo thèm luôn. Mình phải sử dụng cái từ là đéo thèm luôn. Kêu gọi một đồng nào từ Mạnh Thường Quân, thử coi ai chết cho biết. Người chết là chỉ có dân miền Trung thôi. Những người cần cái số tiền đó người ta chết. Chứ nghệ sĩ người ta không đi làm, người ta không chết, người ta không đói nha. Người ta không cần ăn chặn những đồng từ thiện bạc lẻ đó để người ta sống. Nếu như miền Trung không có mưa bão, nếu như miền Trung không có ngập lụt, thì chẳng lẽ những người ca sĩ, nghệ sĩ này người ta chết hết á? Người ta lợi dụng cái chữ mưa bão ngập lụt đó để người ta sống, phải không? Còn nếu không có là mấy người nghệ sĩ này người ta chết hết hay sao? Đó, vậy đó mà các bạn này nở lòng nào chùi dập chửi rủa người ta như vậy. Rồi bây giờ các bạn đi, các bạn thấy cực không? Quá cực đúng không? À, còn gặp thêm là hai cái thằng mà mất dạy nữa sáng. Thấy chưa? Các bạn đi làm từ thiện, các bạn đã mệt rồi, mệt dữ luôn rồi. Vậy đó mà bây giờ đó, các bạn gặp cái thằng Lạc Phong với thằng Điền Võ, nó lên nó nói tào lao, tào lao, tào lao. Thế thì sao? Thế thì các bạn lại cạc bực thêm đúng không? Bây giờ các bạn có thấy được đó là những người nghệ sĩ người ta đã hết lòng rồi, các bạn lên các bạn chửi như vậy đó, giống như Điền Võ với lại Lạc Phong chửi các bạn vậy đó, thì các bạn thấy là cái tâm trạng của những người mà bị các bạn chửi như hồi lúc trước đó, thì các bạn thấy người ta như thế nào? Bây giờ các bạn mệt như thế nào, người ta còn mệt nhiều hơn đó các bạn, gấp 100.000 lần. Tại vì các bạn bây giờ chỉ có thằng Điền Võ với lại Lạc Phong chửi thôi mà các bạn đã mệt như vậy. Còn những người đó đó, người ta bị các bạn chửi rất nhiều, và thêm cả một nhóm những người không có não đu theo các bạn, nghe theo và chửi người ta nữa, thì hỏi coi là người ta có cực không, có khổ không, có buồn không, có giận không, đúng không? Bởi vậy bây giờ mình nằm trong cái hoàn cảnh mà mình mới thấy được là người ta cực khổ nào. Đó là lý do tại sao mà người ta đớt thèm kêu gọi từ thiện nữa. Thử có ai chết cho biết. Đó là như vậy đó. Bây giờ như vậy thì tội ai? Tội là những người dân miền Trung thôi. Vậy là chính là các bạn đã là làm cho người dân miền Trung mất cái miếng ăn. Chính các bạn. Rồi bây giờ các bạn chửi người ta làm từ thiện mà không sao kê, không minh bạch đầu này kia. Rồi bây giờ cái các bạn đi làm từ thiện, vậy các bạn có sao kê không? Có minh bạch không? Tại sao mình chửi người ta đã rồi bây giờ mình cũng vẫn đi làm từ thiện vậy? Lẽ ra mình chửi mình không đi làm nữa mới phải chứ. Để cho người ta kêu gọi vô trong mặt trận Tổ quốc đi. Các bạn nói vậy mà. Các bạn muốn là tất cả mọi người đều đưa tiền vô mặt trận Tổ quốc mà. Các bạn biết lý do tại sao người ta không tin tưởng mặt trận Tổ quốc không? Tại sao người ta vẫn muốn đưa cho nghệ sĩ mà người ta không muốn đưa cho mặt trận Tổ quốc?
chính các bạn cũng hiểu lý do tại sao người ta không đưa Mặt trận Tổ quốc, đúng chưa? Đó. Và bây giờ tại sao các bạn không có kêu gọi từ thiện vô cho bỏ vô Mặt trận Tổ quốc đi? Tại sao các bạn lại đi làm từ thiện làm gì? Các bạn đi phát quà làm gì? Sao không để cho Mặt trận Tổ quốc phát đi? Đúng không? Có rất nhiều cái tại sao mà người ta không có đưa vào Mặt trận Tổ quốc. Thứ nhất là cái độ tin tưởng không cao. Lý do tại sao? Thì cái điều đó dân Việt Nam ai cũng biết. Một đồng đi tới Mặt trận Tổ quốc thì được bao nhiêu đồng tới tay của người dân? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, Mặt trận Tổ quốc cũng đâu có nhiều người. Rồi bây giờ nè, người dân đang rất cần đồ ăn thức uống hiện tại để cứu trợ, thì đợi Mặt trận Tổ quốc đi tới từng nhà biết chừng nào. Cần có những người như các bạn để giao những cái món đồ, những cái món quà tới người dân nhanh hơn, đúng chưa? Đó là lý do tại sao mà người ta gửi đi nhiều nơi mà không phải gửi tới Mặt trận Tổ quốc là vậy. Các bạn lên các bạn chửi quá trời chửi luôn, nghe lời bà Nguyễn Phương Hằng nói là phải gửi tới Mặt trận Tổ quốc đồ này kia, nhao nhao lên đàm đủ thứ chân. Ủa vậy sao năm nay các bạn không có kêu người ta gom tiền? Các bạn có quyền kêu gọi, nhưng mà gom tiền vô Mặt trận Tổ quốc đi, để cho Mặt trận Tổ quốc sao kê. Các bạn đi làm bây giờ các bạn có sao kê hay không? Bà Nguyễn Phương Hằng lên chửi người ta quá trời luôn, làm không sao kê. Vậy các bạn giờ các bạn làm các bạn có sao kê hay không? Vậy đó mà cũng chửi người ta được. Chửi đã rồi bây giờ cũng đi làm, đúng chưa? Mà còn một cái nữa đó là mình nói nha, dân mà phản biện lại bà Nguyễn Phương Hằng đó, không có ai phản đối cái chuyện đi làm từ thiện hết trơn. Bây giờ nè, kể cả những người YouTuber phản biện lên bà Nguyễn Phương Hằng nè, thấy các bạn đang đi làm từ thiện đó, những người YouTuber bên phía bên bọn tôi cũng vẫn ủng hộ các bạn. Các bạn đang đi làm chuyện tốt mà, chúng tôi vẫn ủng hộ các bạn bình thường nha. Không có ai chê trách các bạn hết trơn á. Chỉ có thằng Lạc Phong với thằng Điền Võ, hai thằng khùng đó, nó lên nó phản biện các bạn mà thôi, nó móc môi các bạn mà thôi. Nhưng mà mình thấy lạ một điều, nó là phe của bà Nguyễn Phương Hằng, nó là phe của các bạn. Vậy đó mà bây giờ các bạn đi làm từ thiện, nó lại lên nó móc môi và nó vạch trần là các bạn ăn chặn cái này, giấu con số tiền này, giấu con số tiền kia, thấy vui không? Bây giờ chính đồng đội của các bạn vạch trần các bạn ra vậy đó, các bạn có thấy có tức không, có buồn không? Nhưng bên phản biện bà Nguyễn Phương Hằng thì bọn tôi thấy cảm thấy vui. Vui là chính những người trong đồng đội của các bạn đã vạch mặt các bạn như vậy. Thấy không? Bởi vì cái gì cũng có cái giá của nó hết trơn á. Khi mình nói ai một cái gì, mình phải nghĩ lại. Nếu như mình đặt người ta trong hoàn cảnh của mình, thì mình có cảm thấy buồn không? Có cảm thấy giận không? Có cảm thấy đau đớn hay không? Nha. Ngày hôm nay mình lên clip này, mình muốn gửi tới tất cả những người bên phe của bà Nguyễn Phương Hằng, những người ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng, những người khán giả cũng như là những người YouTuber nha. Anh chị cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Nếu như thấy anh chị nói đúng, các anh chị cho mình xin một like, một share và một lời bình luận nha. Nếu ai đăng tới kênh của anh chị mà chưa có nhấn đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Anh chị ơi, ngân hàng của NG hiện tại đang có chương trình cho vay tiền mua nhà không cần chứng minh thu nhập. Nếu anh chị nào muốn có căn nhà mơ ước của mình trong năm nay, xin đừng ngần ngại, hãy gọi cho NG nhé.